Chào mọi người nha, tụi mình lại đi bắt con con đuông. Mình không biết con đó. Con đuông các bạn. Con đuông dừa á. Mà đuông này ở trong rừng nha các bạn. Đuông cây cỏ rừng á. Cây cỏ mà gai á các bạn. Giống như video trước mình đăng á. Nhưng mà cái video đó là đuông cái đột ngột. Còn đuông này là đuông cỏ. Này, 3-4 anh em mình này. 5 anh em, còn 2 anh em đằng sau nữa. Vô trong rừng kiếm. Mình đi bắt để ăn nha, chứ không phải làm gì anh em. Bắt con đó để ăn nha các bạn. Với lại con đuông đó đục cây gì nó cũng chết nha các bạn ơi. Con đuông mà đục cây gì là cây đốt hay chết. Bên miền Tây thì người ta đuông dừa, mình bên đây bên nha, đuông đúng rồi đó. Đây dừa đuông rừng á. Miền Tây thì đuông dừa nha các bạn. Sắp tới dưới bên kia, đó dưới bên cây đó. Sau nha, xuống từ xe phải sau nha anh em. Sau lắm ạ. 200m. 200m các bạn. Và cuối cùng anh em tụi mình cũng đã thấy cái cỏ rừng nha các bạn ơi. Đây này các bạn. Đó. Bây giờ kiếm thử cây nào bị đuông nó đục. Đây nè. Sai lầm hả? Cái mây bắp. Chân nghe. Nó thế đừng có làm vui. Nó nhỏ thôi nha bạn. Nó nhỏ này. Chưa lớn. Ôm cái cục lớn. Còn cái cục cục nó tên là cái cục lớn game nhỉ. Chứ có một cái kia kìa. Đó con đuông nó đục cây nó ngã các bạn ơi. Chứ nó châm này. Chứ này. Này các bạn ơi, nó ăn này nó đục ngã cây luôn này. Ôi cái này nhiều lắm á. Nó ăn buộc cả đó rồi nhưng mà hai bên dưới này nè. Ở dưới á. Chặt ơi nè, chặt. Lấy cây rìu đi. Lăng thật bùi à. Lăng xe đi. Nó ra rìu rồi bùi. Lăng thật bùi. Mình sẽ chặt nha. Có rồi nè. Giờ anh mình sẽ chặt. Anh em mình chặt cái này để lấy. Từ từ nha. Ra đây à. Rơm nó chát rơm rồi. Thấy chưa? Nó ăn này nó ngã này. Thấy chưa? Một khi con này nó đục là cây gì cũng chết. Nó ăn sâu luôn rồi chú ơi. Nhiều lắm á. Nhiều lắm à. Lỡ hết tao luôn gọt rồi. Chẳng em rồi. Ờ nó có tiếng này. Ôi, buộc cái này đi. Tài nha, đừng có đó tài. Búa đi, búa thắng xuống đây. Đây là búa xung quanh tây mộ. Ê, tôi phải chạm lên rồi. Vậy mà. Ta chết. Không biết đường nào mà để đứng tụ quầy vương view không. Đây nha anh em. Quay nữa em tận đời mới à. Đây 5 anh em tụi mình đây. Anh em nhớ theo dõi video rồi đăng ký kênh, đăng ký ấn chuông cho mình nha. Để có thêm động lực đi quay thêm nữa. Đúng rồi. Các bạn ủng hộ mình để có mình động lực quay thêm video cho các bạn xem. Giờ mình đi gặp cái nào mà vui vui mình sẽ quay. Anh em thích coi mình sẽ quay. Tao lộ mà. Đấy. Đó các bạn ơi. Để lấy ra cái con đuông này hơi bị khó nha. Khó lắm. Ăn sâu dữ. Sâu dữ. Nè. Đây này một con rồi này. Đâu. Hết hết rồi. Đâu hết. Nhỏ xíu à. Mà gì mà hồng hét bùi. Nát rồi. Này làm phải làm kim từng kim
theo lô của nó ăn ngon lắm con nha. Nếm từng lô đi, chặt ngon. Ăn cái này à? Nó ra rồi, đang chặt chặt. Lớt tay cái đồ ăn rồi. Quăng lại này rồi. Nó cỡ này rồi nè, làm sao mà không bự. Đường đó, cái đó rồi mà. Nó rồi. Tuệ. Tuệ chà. Đó, mọi người cho anh em thấy này nè, đường nó đi nè, còn hơn đi mấy mấy xe ủ nó ủ luôn nè, láng như vậy luôn nè mọi người. Hơn xe múc nó múc luôn á. Nó ăn cái này mà sao không chết được. Đường nó đi cái này này. Mà ở đây hết rồi, nó xuống dưới kia rồi, xuống sau rồi. Xuống sau rồi. Đây đây. Làm cho lưỡi nó tách không được. Thạch lắm, làm cho vui bước. Đó. Đó, rồi đó. Một tô không lớn hả? Bự lắm à. Ừ. Đó. Thành quả rồi. Đó, thành quả một con. Xin chào bạn. Bật này làm cơm ẩm, hot ẩm xuống. Hồi nãy bị chặt trúng một con. Kim theo lỗ đi, một kim con theo lỗ đúng rồi. Chục nha. Ăn rồi. Ăn rồi, ăn xong luôn rồi. Ăn xong rồi. Con ăn xong được mà. Có gì đâu. Lỗ đi. Chặt chỗ này cũng có nè. Con này mà chấm nước mắm với lại. Đây mọi người ơi, đây ơi, nát rồi. Ok. Anh em ơi, đây. Bự thiệt. Bỏ vô trong ống á, có ống không? Hồi nãy chặt ống được á. Mình quên chặt ống. Mình nhìn nhé đi, coi. Hai con các bạn. Ui nè. Kìa, ôn. Ôn. Đẩy cái đó luôn, đẩy cái đó luôn. Đẩy, ăn mặn. Ăn mặn vào các bạn. Ừ. Luôn này các bạn. Nó nát lắm nhờ chị. Theo lỗ của nó này. Theo lỗ đi, mồi theo lỗ đi. Giao lên, giao chặt nhìn nhé đi. Ừ. Tôi dâng. Ôi rồi. Ok. Từ từ đừng có kêu làm nhẹ nhẹ thôi. Nó đào à. Từ từ nha, có theo lỗ. Buồn quá các bạn ơi. Ư bên kia lỗ kìa. Đâu lỗ đó, coi chồng nha. Ao ghê anh đặt à. Lỗ lỗ đó. Đây lỗ nè. Lỗ đó, có cái lỗ nó là lỗ có... dưới rồi đó, đục nó đó rồi đó. Chứ chắc đâu đó, trong đó. Nó chạm này tập rồi. Chạm rồi. Ở đâu? Nhiều quá. Nhiều lắm á. Đồ giống cái gai luôn các bạn ơi. Giống gái luôn á. Ừ, giống gai. Đó, ở đồ đây nè. Nát luôn nè. Đây đi. Đây. Có kìa con nữa kìa. Con đó, đó, trong đó. Dưới này mọi người. Mẹ đi, cái này ngon lắm, béo lắm bạn ơi. Đó. Cái này còn nguyên nè, to con. Con này mà nữa. Nướng hả ăn không? Phải ba chén. Đúng, ba chén á. Đây, để đây. Phải làm từ từ thôi, theo lỗ nó thôi. Nè bà con, lỗ của nó nè. Nè, lỗ nè bà con ơi. Đó, cái lỗ nó đó. Cái này nè, đục cây sao. Xong lỗ. Xong lỗ, đó, coi. Đó, cái lỗ nó đó. Đó, lỗ thì bùi à. Giật hôm là vô cái kết ra, bùi lên đàn bà tôi. Họ xe hét, xe hét. Đồ à. Lỗ bùi, có lỗ này. Đồ à. Gạt rồi. Đồng thăng, hai thăng bùi bùi. Thọng nè, ở tại. Hèn liên. Đồ à. Đồ kẹt rồi. Đồ bọc rồi. Đang bọc ngắn nè, đang bọc đúng rồi đó. Bọc. Đó, vậy đó. Hai con đã ra đi, uống thịt. Không sao. Ba con nữa này nát căng, ba con. Kiếm. Ăn cái này. Ui, mừng quá các bạn ơi. Ui giời ơi các bạn ơi. Đó. Ui, nặng lắm. Đó các bạn ơi. To lắm à. Đây này. Siêu lắm. Nếu mà đun dừa có bên tay miền Tây làm sao mà băng nó to bằng cái đun của mình được thì bởi vậy đun mình này là bự hơn đun dừa nha các bạn ơi. Chứ thực ra các bạn mà xem ở trong điện thoại nó nhỏ thôi, thực tế ở ngoài là nó bự lắm á, nó ao đó. Tay à, gai không nè các bạn, gai hồi nãy mình bị dâm gai dính một phát rồi. Cũng như là con hét cái con này gai này mình dâm này, đây này đó gai rồi này dính vô chân mình này các bạn ơi. Đây tí làm như bộ rồi này, này nó hên quá, hên lắm. Tôi tay bên này cái chỗ nữa đây. Ôi, đứt đôi luôn các bạn ơi, bỏ vô luôn đi. Uống lắm á ơi, còn bơm ham nó bơm ai nha. Đây con mình đi. Đây các bạn ơi, mang về đi. Con thành quả của mình này. Ui trắng mọc béo rồi. Béo ghê. Đây các bạn ơi. Bự hơn cái ngón tay mình này, thấy chưa? Thấy giờ bự hơn cái ngón tay mình này. Quay gần các bạn xem luôn. Đây một con này. Kéo lên đi. Bỏ cái này xíu đi.
Buôn đang thay rồi. Xem chưa được thì chắc không còn rồi. Mọi người. Dao dao nhọn à mới đục được. Trôi trôi thôi mà. Trôi trôi. Rong tôi. Ôi nó đâm nó nhỏ là tội nghiệp nó. Để mình ăn thôi. Không giết được. Không giết nó mà ăn nó thôi. Ăn quá nè bà con. Đây nè. Đó lấy đi đó. Đây, đây 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 đây. Thấy không? Để các bạn còn thôi. Nãy giờ có nhiêu đây nè các bạn ơi. Mười mấy con rồi đó. Cái này ăn no rồi đó. Giờ béo lắm mà một con ăn no rồi đó. Những ai mà có con nhỏ mà tầm 3-4 tuổi vậy đó cho ăn này béo lắm nè. Hoặc là mới đẻ. Không ship kịch nè, ăn bình lòng. Nói chung là đuôn này nó ngon hơn đuôn dừa nha các bạn ơi. Đó là thực tế mình nói luôn á. Tại vì đuôn dừa mình ăn rồi, đuôn này mình cũng ăn nhưng mà cái này béo hơn. Ăn cái này ngọt hơn tại ngọt hơn. Đuôn rừng á. Đuôn rừng này nói chung là cái cỏ rừng này nó ngọt lắm. Đâm này ghép thì ơi, bọn này là tụt bình tĩnh rồi. Thứ hai nó ra nên là nhà trộm chứ. Trong mặt cái âm rô rô này. Nó chung dừa. Ô chung chứ sao nè. Cái lỗ nó nè. Này có được về. Chung một chung dưới đây. Bây giờ anh em tụi mình đi điểm khác nữa nhé các bạn ơi. Còn này là điểm dưới, bây giờ điểm trên. Điểm thứ ba. Nhưng mà có thì cũng mừng. Sợ không có thì về không thôi. Đây anh em tụi mình bắt đầu. Dưới kia hai anh em. Anh em nhớ theo dõi video đừng có rời màn hình nha. Sẽ có điểm hấp dẫn cho các bạn cũng xem. Everywhere rồi. Đó, chặt đột mây nha. Cái cổ rồi các bạn thấy không? Rất là đẹp, thấy không? Rất là uống vì con đuông nó đục. Đây anh em tụi mình đang lội sông, lội suối. Trèo rừng, trèo núi đi xuống dưới sình này. Đi khám phá ở rừng sâu, nhớ các bạn. Thế là cây này không có được bạn ơi. Tại vì lâu quá rồi. Bị nước động bên trong cho nên là cái đuông con đuông nó không chịu ở xuống dưới con này nè chú rồi nè thấy không đúng rồi chắc có á đây nè có xăng ở đây luôn nè đâu lục bao bịch nè bọt nè rồi tôi rồi rồi nó còn đây đây là mẹ của nó này đây là mẹ đó là cái mà buôn là cái xăng tức là nó đã thành con này biết bay này. Sau này mà con đuông này nó già nó thành con này các bạn ơi. Đó các bạn. Dạ. Tar. Bro đây. Đi. Rớt đi. Ê. Rớt đi. Không biết tươi không. Cái này sao rồi chú ơi. Bị ơn tình trộn không ai. Coi này, coi cái đường đi của nó nè bạn ơi. Tôi sao không đó. Đây nè. Cái này bị dính rồi nè. Nó con nó. Nó lấy rồi. Nó lấy hết. Đó, con như bạn. Con đường này. Anh. Nhiều lắm á. Nhiều con nhỏ không? Nhiều lắm bạn ơi. Có chân lấy lượm dục nha. Rồi, ok. Đó, quay đường của nó đó. Yo, cái này nó ăn sâu lắm chú ơi. Sâu tới bên đó luôn à. Ý, cái lên nó mẹ quá mà. Đó. Đó. Cái chân cái răng á. Tao đọc ê. Nhớ bà. Đúng không rồi. Bọn rồi nhá. Đó đó đó. Đó 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 đó. Đó. Từ từ thôi nha. Nè mẹ đây nè. Ừ, lịch cứ đạm mới bằng một bộ cái đầu. Lịch đạt không mà. Đạt không? Già rồi, nó bày rồi. Này, chưa gặp đó đâu. Ở bên trong nữa kìa.
bên trong này nữa các bạn ơi. Chắc là nó đi tới khúc đó luôn á. Chắc nhiều lắm ạ. Chua phía lên tội hả anh? Bờ chua phía prom 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 mình bình tờ. Bộ này đâu? Một khao bơi dạ. Đang bơi, đó các bạn ơi. Lại có nữa. Một cây này thôi này, 5 sóc. Cái đấy ạ? Cái đấy, cái đây ạ. Bơ 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 chết mỏng mày. Chấp cắp chấp đôi kìa. Trô mùi chân ông tôi mày tấm hề mày. Nó mở bào rồi. Đó, đó, kìa. Đây này. Thấy lắm đây. Thấy lắm luôn. Nó nằm chắc chắc đây này. Này, nằm chắc đây này. Đó, ăn cái thân. Ừ, 5 này. Mềm đó. Đây. Lắm bạn ơi. Phải ít đâu. Các bạn cứ đăng ký kênh để theo dõi video của mình nha các bạn ơi. Bữa sau mình làm về ẩm thực nữa. Anh thật đi chung với anh em mình á. Đây, anh em tụi em của mình đây. Bỏ hả? Nó bỏ đi cho nó lớn đi. Đằng trước luôn á, ok. Chắc khu này luôn này. Ok, làm trên đó đi. Gung này, gung này. Đây. Đường này này, đường này. Nghiêu mò từ dưới này đi. Đây này, đường này. Đó, đây này, có rồi này đấy. Ừ, đây các bạn ơi. Ừ. Đó, đường này. Đây. Đây, có nữa đây các bạn ơi. Quay ra nha các bạn, quay chân nha các bạn. Đây nè các bạn. Đây, có nữa. Ủa nhiều lắm bạn ơi. Kiếm hết đi, mấy lâu ừ. Xong có, đây có hết à. Ở nhà nông tôm cả, đây nè. Ủa đây, mười mấy con luôn á, một tổ nè. Đại hai đêm mà đi dưới, chỗ dưới mà không có. Mà bên kia không có chú. Thế nó có chân con rửa, cái rửa. Cái rửa, cái rửa, cái rửa. Cái rửa, cái rửa, bỏ lại đi. Lông mới lo anh tỏa, nông tỏa rồi. Cái rửa, cái rửa, cái rửa, cái rửa. Đây à, mua cái rửa. Cái cây rồi, bực hiu rồi, cây rồi à, vẫn hỏi là cây rồi. Nè, đó này, có nữa này. Kim bằng khó lắm bạn ơi. Trời, dù trong rồi. Bằng gì? Đồ mày cái tôi em. Hả, mày là mày hả? À. Có nữa đó, bạn ơi. Đó, bạn thấy rồi. Cái côn, đồ anh cái côn, tôi trôn nó đong này mày. Kia bên này, đồ à. Nè, thôn cái tụi mày. Chắc cái này tới đây thôi, bà hiu ơi. Tới đây thôi. Chắc tới đây rồi, tới đây này, không thấy rồi. Thì nó cứng rồi. Đây này, nó côn đây rồi này. Này, côn này. Này. Đập nó côn nha. Ờ đó ôm, đó đó, thôi ôm một cục khẹt này, cái ôm rồi. Âm anh lo hôm ta mới định hợp anh nhờ. Ở bà ta mà bị tự là, bây ta. Cái kẻ hết, cái kẻ hết. Bà nói. Anh đang mặt rồi. Hôm trôm này, trôm này, trôm này, trôm này, ở này, này, đó. Này này. Ôi, cái lỗ nó đục này, thấy chưa? Phạm cho tập hình. Cái bờ phê bờ. Ui, quá bằng hụt luôn các bạn ơi. Tư là phê đâm lên đây này. Có nữa đó. Nhiều lắm ạ. Ủa, trôm hả? Trôm hả? Trôm ở đâu hả? Còn nữa hả? Còn chắc tay đó luôn á. Tới đây rồi, hết tới đây rồi, hết cỡ rồi nè. Nó nó thuộc tới đây là. Hết gì đây này, ok. Còn xa lắm đấy. Rồi, anh em đang ngồi bên tức. Mình làm cái này để về mình cho biết hả? Ôi, đúng không? Nhìn lăng lạc lắm. Đua trong này này. Như thân cây này. Ui, bác mưu chạm lại. Gram đi. Nó đã bộ âm rồi, cục cục rồi. Bắt đầu bộ thêm cái khúc trước này các bạn. Ui. Em nhắn lên rồi. Hai anh em đang ở dưới kia cũng đi bắt con. Cứ trẻ kẻ trẻ kìa. Cái này rất là cứng nha. Cái cổ này rất là cứng. Không biết cách xử lý là không bao giờ lắm được. Lấy được. Bắt đầu thôi. Đó, kêu cái đó đó. Ôi quá bạn ơi. Không có, tao lâu rồi lắm. Bắt đầu chạy. Ok rồi. Nó không coi từ từ bé nhẹ thôi các bạn ơi, quay đi quay đi quay đi này các bạn ơi, tao mới phim mà cái con tay này đây này thấy không các bạn thấy không, rồi cái nhìn cái đây này lấy hết chuột lấy từ từ thôi, cái lỗ nó còn cái lỗ này đây này các bạn ơi, đây này lấy lắc cái này miếng này, cái này miếng này 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 còn nhiều này, rồi mình ít lắm rồi các bạn ơi. Nắm tay luôn ạ. Đùi, nó tay bro này. Đây, đây, đây. Từ từ, từ lấy. Cá hay cá bùi. Từ từ. Từ lấy. Đây nè mọi ơi. Nó đang quay lại nè mọi người. Đó, bạn ơi. Đó, bạn ơi. Đó, bạn ơi. Đó, thấy chưa? Tấm miếng này này. Đưa, đưa, đưa. Đưa, đưa, đưa. Cái này tay ra.
luôn này. Lấp. Cho mày được giường là. Cho mày. Đó, con nhỏ đó, dưới chân. Đó, hai con. Đây nè, hai con luôn. Đó, thấy chưa bạn ơi. Mừng lắm các bạn ơi. Đây nè, đây nè, các bạn thấy không? Ngon lắm mà. À đâu tức hồn. Tức mà đó đúng tận đâu tận mày. Anh tay trăm tay ha, trộm tay. Đứt đó. Đó đó. Làm nó tận tay hết ạ. Nữa. Hết cái từ thôi, trong từ đây này này. Chập ạ. Ồ. Đặt cái là được. Tầm chân ông thi ở đó hả? Ghê. Yeah. Yeah. Ghê vừa nữa. Không có gì hết. Ôi sao ít dữ ta. Đây nát hết rồi này. Giờ rồi. Đây một con này. Này là thằng. Chẳng có tôi cái quẹ hả? Không. Rôn trong đâu không bỏ ý bỏ lời đàm hồi chẳng ở đó. Bởi khát bát khai. Lô mê ạ. Anh em đang mỏ. Đang im đang ngủ mà làm sao người ta quay được ngần lại nó sao nó nó trong lỗ đó đó. Đây nè. Thay lỗ là thay thay con nè. Ồ. Đây nè. Lấy dao đó cho cái chỗ cái ra. Đây là cái lỗ nó nè. Cứ mò thẳng cái lỗ đó. Rồi anh. Rồi. Đây. Từ 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 từ. Đây nè mọi người. Đây mọi người. Đó đó đó. Đây nè. Đây nữa nè. Nhiều quá mày. Ngon lành cả nào luôn. Ui, ẻ không cực không nhận ẻ lầm. Đó. Nè, các bạn thấy không? Trời ơi, mắt này. Nè. Ngon lắm à. Ngon lắm bạn ơi, nhiều lắm ạ. Này ngon hơn thịt heo, thịt bò luôn á. Chấp luôn á. Đùi. Heo. Mở bằng tay đi, mở bằng tay. Mở bằng tay đi. Ở bên trong kia cũng có lỗ kìa, chắc chui vào trong á. Chắc tao, chắc tao. Còn nó làm nữa đi. Nó lần nó tới đó. Ô nó tôi thăm đây nè. Nó chạy rồi. Cái kẻ đi lắc nữa mình xé. Đó. Đây 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 cùng nó thôi. Nó lấy nhỏ nhưng mà nó bỏ đi. Bỏ đi. Ô đi. Nó qua mình bỏ đi. Cho nó mai mốt nó lớn tiếp. Sao mà bỏ được. Bỏ kiến không ăn á. Không, ý là nhỏ quá sao mình ăn được. Không, cái này mình làm cái này là mấy con kiến nó ăn hết rồi. Đây nè. Ừ, tại giang luôn luôn. Không bây giờ ông tầm bọ giờ tầm đó giờ. Tầm bọ. Tầm bọ. Bọ thêm tầm bọ đây. Này ao in thiệt vô nhỉ. Đây này. Đó 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 đó. Đó. Quyết rồi. Quyết mình em pê. Này quyết rồi. Tầm chân em này. Chắc chắc có bên trong mình đó đó lỗ nó. Chắc còn nữa. Đó thấy chưa? Đó. Lỗ nó đó đó. Mày đâu rồi con ơi? Chắc nó lùi đằng sau á. Lỗ nó lai rồi. Sao lai được? Ai mà biết. Đó, đó. Ôi, chọc rồi. Chưa, chưa đâu. Đứt nó thôi nha. Nè, không thay à. Nó lùng cái kia, nó lại nhẹ đi. Nó từ từ thôi. Đủ hai con luôn á. Ngon lắm, ăn xong cũng được luôn ha. Hay ha. Lần từ từ đi, chỗ này nó còn á. Còn nhiều. Còn gơ là còn. Đắp mình thôi kẻ, kìa nhớ mất rồi. Đây này các bạn kia này đó. Cái này nữa này đó. Đây nè. Đó nó còn nó. Nó lỗ nó đó. Đó nó tụt rồi, đó. Nè nè tụt nó lấy đi. Cái chồng. Đây nè. Chạy đâu con sao mà đâu nuôi cho. Bắt âm tí nhà lắm mà. À, cái này là. Đó chứ tao đây. Đó. Đây đây đây. Lên đó. Đạp nó họ mà. Giờ đi vùng bật vùng. Ô. Cái này tới đấy các bạn ơi. Đi. Bắt lang bắt này. Nó bốc mạnh dỡ. Nó thật à? Nó dỡ liền này. Đây này. Chọc chỗ này này. Chọc đây, chọc đi. Đây này. Đâu, tụi tao đâu. Đứt nó đau rồi. Đi, lắp hơn này tao. Ú, to nhất luôn. Cái này bự ạ. Hai con là bự này. Đây, 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 con này. To cực kỳ luôn này các bạn ơi. Đây, thấy cái mò thôi, không con thấy cái rằn nữa. Con anh em đang làm này. Đó. Đâu thôi chú. Nó có đây nè, đây nè. Mày chọc đôi. Chú con dao nhưng mà tìm bì hả? Tìm nè. Tìm bì hùng. Tìm bì hùng. Bở. Tìm kìa hết. Ui bè bà kìa mình nè mè. Thôi. Đâu bà ui bè một gặp. Ngon rồi. Lại gì? Bọn đừng là. Nhà thì trôn bằng tờ gì. Đó hả? Tôi đây nè. Đây nè. Đây nè. Xe mà tôi đấm rồi con này là. Đây nè. Con lướt này, lướt này, lướt này. Đây nè, chỗ này nè. Lật nó pin mấy nè. Đây nè.
nhà bộ nhá. Không không bây bây tao tại là tao sụp cái bơ kha tao sụp à. Bập kìa. Ừ. Tao quẹt đâu. Chắc nó quẹt. Ê, tại đây nè, nhìn nè. Nè. Đấy bự đấy các bạn ơi. Toi bự. Nhà trà mình em quẹt. No. Đó. Tao đã bỏ tên tên là đây bữa là cắt kia là rừng các bạn. Đây là cái này là sinh. Đâu rồi. Đâm lại ấy. Tên ra. Để lối ta đi. Anh đâu cho hết kìa. À, và bây giờ cây này đã hết hết rồi nhé các bạn. Hết con đuông rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi xuống dưới kiếm nữa. Kiếm gốc gốc khác nữa. Và bây giờ các bạn hãy theo. Còn may gốc bị ngã ngã vậy. Các bạn hãy theo chân tụi mình nha. Đừng rời màn hình nha. Rất là thú vị như bạn ơi. Nhớ để lại bình luận ở dưới nha. Và bây giờ anh em tụi mình cũng đã xuống tới khu dưới này các bạn. Đầu kiếm cái khu dưới này. Rất là sâu nha các bạn ơi. Chưa phát hiện. Đúng cũng rồi, ao nè. Tụi hình nhanh nhầm rồi. Bây giờ chào quá. Chào các bạn nha. Con hành trình của mình bên đây là xong, kết thúc. Chào các bạn nha, đây xong rồi. Từ trưa đến giờ nha các bạn ơi. Đây là các bạn của các bạn. Con lao anh em tụi mình. Hơi bị tối rồi. Bác anh nhờ. Anh đâu vậy? Đây là vật. Bác anh ơi. Đây anh đập ấy. Rồi, anh đập rồi. Rồi, bác anh ơi. Nó chai đường ngọt nè. Chai đường ngọt, cái tâm cắp. À, đây anh ngồi khai cạp. Tôi cạp. Đây nha các bạn ơi. Rất là nhiều nha các bạn. Tại dạ dần nè. Bác anh ơi, nó bùi á. Gì? Nhiều đó. Nhi trôi, hít trôi nè. À, đùa là đây nè. Đây đây rồi. Đây là anh. Phá cho bùi. Đón chưa? Sau một buổi nữa buổi đi kiếm con hello big cloud đó có bao nhiêu này nhé các bạn ơi po to mà hiu một tầm ba bốn pro này đó nhé các bạn anh này đang chia rồi nhé par vậy 1 2 3 4 5 6 7 đang chia nhé các bạn ơi. Bây giờ cuộc hành trình đi kiếm đuông là kết thúc tại đây. Bữa nào mình sẽ quay video làm về nội dung này nữa. Tao lắm biết được là cho cái win này. Video biết là coi được nè. Đây là trong rồi đi. Chào anh em trong nhóm của mình. Rất nhớ like nha. Quýt lần mè. Anh bóng tôi là anh vợ. Anh bóng nè. 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 Anh em lại kia các bạn ơi. Video mình xin khép lại tại đây nhé các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, xem phim video thật là ý nghĩa. Nhớ đăng ký kênh nhấn chuông nha. Ủng hộ cho tụi mình. Xin khép lại video tại đây nha.